hé lộ cuộc triệt thoái ngoạn mục ngay trước mặt Mỹ của Nga ở Kherson. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đại triệt thoái ở hữu ngạn Kherson do tướng Solovikin chỉ huy, 30.000 quân Nga cùng 5.000 khí tài đã vượt sông Dnieper rộng 1 km an toàn, hoàn toàn che giấu được vệ tinh do thám của Mỹ. Cho đến khi quân Nga rút lui thành công, cả Mỹ và NATO đều không phát hiện ra rằng quân Nga đã rút lui hoàn toàn. Vậy quân đội Nga đã rút lui như thế nào và làm thế nào mà họ che giấu được vệ tinh của Mỹ và máy bay không người lái của quân đội Ukraine? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tướng Surovikin cho biết, một trong những mục tiêu mà Nga đặt ra trong việc rút quân khỏi thành phố Kherson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và dân thường. Tướng Surovikin cho rằng, quân đội Ukraine đã phát động các cuộc tấn công không kiểm soát vào thành phố Kherson. Ông nhấn mạnh, người dân thường xuyên gặp nguy hiểm do pháo kích, các trung tâm viện trợ nhân đạo và các tuyến đường được dân thường sử dụng để di dời qua sông Dnieper cũng đang bị tấn công. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa của Ukraine vào đập thủy điện Kakhovka gần Kherson cũng gây rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường ở hữu ngạn sông Dnieper. Con đập này đã bị hư hại trong các cuộc tấn công. Và nếu Kiev tiếp tục đánh phá, nhiều khu vực rộng lớn sẽ chìm trong biển lũ, dẫn đến thương vong lớn cho dân thường và khiến các binh sĩ Nga trong khu vực bị cắt đứt khỏi các lực lượng còn lại. Vị này tuyên bố, trong điều kiện này, chúng ta cần tổ chức phòng thủ ở phía đông sông Dnieper. Việc này sẽ giúp bảo toàn điều quan trọng nhất, đó là sự an toàn của các quân nhân cũng như năng lực chiến đấu của các đơn vị. Sẽ không khôn ngoan nếu cố bám trụ tại khu vực hẹp trên hữu ngạn sông Dnieper. Trong một tuyên bố, tướng Surovikin cho biết, Nga đã đẩy lùi thành công bước tiến của Ukraine ở cả khu vực Kherson và Donbass. Tướng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Trong đó, ước tính các lực lượng của Ukraine đã mất trên 12.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, cùng với hơn 200 xe tăng, 800 xe bọc thép khác và 18 máy bay chiến đấu. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, chỉ riêng các cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson đã khiến cho Kiev thiệt hại trên 9.500 binh sĩ. Trên thực tế, kể từ khi Nga bắt đầu sơ tán cư dân ở hữu ngạn Kherson vào ngày 22 tháng 10, quân đội Nga cũng đã bắt đầu tổ chức việc rút quân. Đầu tiên là sơ tán các đơn vị phục vụ và các đơn vị pháo binh cồng kềnh vào thời điểm việc rút quân được công bố vào tháng 11, nhưng trên thực tế quân đội Nga đã thực sự rút hầu hết lực lượng của mình. Tuy nhiên, sư đoàn dù Nga đóng vai trò chặn hậu cho lực lượng quân Nga rút quân, khi các đợt đột nhập liên tục của quân đội Ukraine bằng các đơn vị nhỏ đều bị lính dù của Nga đánh bại. Kết quả là quân đội Ukraine đã không phát hiện ra rằng lực lượng chính của quân đội Nga đã thực sự rút lui. Ở giai đoạn cuối cùng, quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn lực lượng tác chiến điện tử và lực lượng tên lửa phòng không tại bến phà để tấn công và gây nhiễu máy bay không người lái do thám của quân đội Ukraine. Vào đêm của ngày cuối cùng rút lui, quân đội Nga cũng đã bắn hạ một số UAV của Ukraine. Quân đội Ukraine không có UAV nên độ chính xác của các cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine cũng giảm đáng kể. Nhiều đợt pháo kích của Ukraine thực tế đã bắn trượt nên không gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Nga. Truyền thông Nga cũng cho biết, trong đêm cuối cùng quân Nga thực hiện triệt thoái khỏi Kherson, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục mở các đợt pháo kích và thậm chí là tấn công bằng tên lửa HIMARS vào các khu vực nghi ngờ của quân Nga. Tuy nhiên, quân Nga đã bắn hạ tất cả UAV của quân đội Ukraine do không có dữ liệu dẫn đường và tọa độ chính xác của UAV, nên hầu hết đạn pháo của Ukraine đều bắn trượt. Quân đội Nga đã sử dụng cây cầu phao quân sự giả chiến để đưa các đơn vị bộ binh và vận chuyển khí tài bằng phà. Đồng thời, các kỹ sư Nga đã sửa chữa nhanh cây cầu Antonov. Sau khi tính toán chính xác, quân Nga đã quyết định dùng cầu Antonov để vận chuyển khí tài hạng nặng. Mặc dù cầu Antonov trước đó đã bị hư hỏng nặng bởi tên lửa HIMARS, cầu Antonov khi đó không cho phép các phương tiện hạng nặng vượt qua, nhưng sau khi sửa chữa, chỉ cần quân đội Nga duy trì tốc độ nhất định, phương tiện hạng nặng có thể thuận lợi thông qua cầu Antonov. Nói cách khác, cầu Antonov mặc dù không cho phép thiết bị hạng nặng vượt qua, nhưng phải đạt đến một số nhất định mới có thể sụp đổ. Chỉ cần các phương tiện hạng nặng của Nga nhanh chóng đi qua cầu trong vòng vài giờ thì cầu Antonov sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Do đó, vào đêm cuối cùng, đoàn xe hạng nặng của Nga bắt đầu rút lui nhanh chóng qua cầu. Cuối cùng, các kỹ sư Nga đã cho thổi bay một đoạn cầu dài hơn 200 mét, cắt đứt toàn bộ giao thông qua cầu. Để giảm trọng lượng của phương tiện hết mức có thể, hầu hết quân Nga đã vượt sông trực tiếp từ một cây cầu phao giả chiến. Vào những giờ cuối cùng của buổi sáng, khi trời sắp hửng sáng, quân đội Nga tăng tốc rút lui, thậm chí có những chiếc xe tải do sơ tán quá muộn đã lao thẳng lên cầu phao, cuối cùng bị mắc kẹt.
Trong những ngày chuẩn bị triệt thoái hoàn toàn, quân Nga đã tăng tốc rút lui vào ban đêm, trong khi các chuyên gia kỹ thuật Nga đã tính toán kỹ lưỡng khả năng chịu tải của cây cầu Antonov đã bị đạn pháo HIMARS của Ukraine đánh hư hỏng nặng trước đó. Trong toàn bộ quá trình rút quân khỏi Kherson, phía Nga tổ chức hoàn toàn vào ban đêm nhằm che mắt vệ tinh của Mỹ và sử dụng hệ thống phòng không hiện đại để đánh chặn khả năng trinh sát của quân đội Ukraine. Do vậy, phần lớn quân đội và khí tài hạng nặng của Nga đã được rút khỏi hữu ngạn Kherson một cách an toàn. Đánh giá từ thông tin của tờ The Economist, chiến trường Ukraine trong những ngày tiếp theo khi thời tiết vào cuối thu đầu đông nên cây cối rụng hết lá. Do đó, dưới tầm quan sát của UAV, hầu như không có nơi nào có thể ẩn náu trong toàn bộ đồng bằng Ukraine. Trên chiến trường, vị trí mục tiêu có thể được tìm thấy từ khoảng cách xa. Cả Nga và Ukraine đều quy động một lượng lớn binh lính có kinh nghiệm nhưng lại ở tuổi trung niên, những người lính này rất dễ bị ốm trong chiến hào vào mùa đông. Các yếu tố này chồng chất lên nhau, có thể nói chiến trường Ukraine sẽ ngày càng có xu hướng đấu pháo, tên lửa và UAV tầm xa thay vì tác chiến trực tiếp ở cự ly hẹp. Theo RT, mặc dù đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của các lực lượng Ukraine, song việc Nga chọn rút quân khỏi Kherson về phòng thủ ở tá ngạn Dnipro có thể nhằm giành được lợi thế tốt nhất bằng cách thiết lập phòng thủ ở tá ngạn sông Dnipro. Đáng chú ý, tướng Surovikin nói rằng các binh sĩ rút khỏi sông Dnipro cũng có thể được điều đến các mặt trận khác để hỗ trợ các hoạt động tấn công của quân đội Nga. Động thái rút quân từ phía Nga đang vấp phải sự nghi ngờ của một số quan chức Ukraine và Tổng thư ký NATO Stoltenberg. Chúng tôi đã biết thông báo này, nhưng chúng tôi sẽ chờ xem điều gì thực sự xảy ra trên chiến trường. Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga, họ vẫn có khả năng quay trở lại, ông Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News. Mặc dù khẳng định không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, các nước thành viên NATO đã cung cấp khí tài cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO cũng đã xây dựng lực lượng dọc theo biên giới phía Tây của Nga với hơn 30.000 quân. Trước đó, Tổng thư ký NATO từng tuyên bố sẽ tăng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên hơn 300.000 người. Vì trong tài liệu được công bố hồi tháng 6, NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với hòa bình và an ninh. Về phần mình, Ukraine cho biết họ đề cao cảnh giác trước tuyên bố rút quân khỏi Kherson của Nga vì có thể đây là một cái bẫy để thúc đẩy quân đội nước này tiến vào khu vực. Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, đăng tải lên mạng xã hội Twitter, hành động mới quan trọng, chúng tôi không thấy dấu hiệu Nga sẽ rời khỏi Kherson mà không thực hiện đòn đánh nào. Lực lượng thân Nga vẫn được bảo tồn trong thành phố, các lực lượng dự bị đang được đưa về tỉnh Kherson. Ukraine hành động dựa trên dữ liệu tình báo, chứ không phải các màn thông báo được dàn dựng trên truyền hình. Ông Podolyak nói thêm rằng một nhóm các lực lượng vũ trang của Nga vẫn đang duy trì trong thành phố, và trước đó, nhân lực bổ sung đã được điều đến khu vực. Giới chuyên gia nhận định rằng việc Nga rút quân khỏi Kherson có thể đẩy diễn biến chiến trường sang một hướng mới với chiến lược mới của cả hai bên. Cuộc xung đột sẽ vẫn tiếp diễn trong tương lai gần. Nga vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu dài hạn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong khi Ukraine mong muốn giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát kể từ năm 2014. Seth Jones, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS bình luận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của kênh TV 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.